Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe, mà em đừng có chê giỏi nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Ngồi với bạn. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Và xin chào quý vị khán giả và bạn nam. Rồi. Em xin tự giới thiệu, em tên là Khánh Đông. Em năm nay 24 tuổi. Quê gốc em ở Cần Thơ và hiện tại thì em đang sống ở Sài Gòn. Hiện tại thì em đang là giáo viên. Em giáo viên dạy cái gì em? Dạ, em giáo viên dạy mầm non. Mầm non. Rồi, mời bạn nam. Kính chào quý vị khán giả và các em biết. Đang thế này mà chị chị. Bình tĩnh nào. Gần xa. Chào anh người đến anh Cát Tường, bạn gái của chị. Vậy chị Cát Tường, chị Cát Tường. Chào bạn. Hơi bối rối chút xíu. Em hôm nay là 27 tuổi. Hiện tại là nhân viên phân phối xuất nhập khẩu trái cây ngoại nhập. Thì em sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại em ở khu Đức. Quê đâu? Dạ, quê em ở khu Đức. Thủ của Đức. Kế bên quận 12, đó giáp ranh với Bình Dương. Là đâu? Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nằm khu vực nào? Đối diện em à. Em ở gần ngay ngã tư Bình Phước á. Là sao? Chỗ nào? Hiện tại em sống ở quận Thủ Đức. Bạn gái cười rồi kìa. Giận chi tí cho vui thôi. Khớp nhưng mà dễ thương lắm. Điểm mạnh điểm yếu của bạn đi, bạn làm luôn đi cho đỡ rung. Điểm mạnh là của em là ăn nhiều nói nhiều. Em ăn bằng cái khâu á. Khu cái máng chưa. Dạ. Nói thì em nói nhiều lắm. Cái hạn như là anh Nguyễn Linh rảnh thì nói chuyện em cả ngày. Nhưng mà trừ khi là em đừng đói bụng quá được rồi. Điểm yếu của em là nhát gái. Với lại em hay ưa nói chuyện mà gung gung lắm. Với cà lâm hạn như bây giờ. Vậy là nãy giờ đang gung đó phải không? Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Em thì có một vài ưu điểm như là mọi người thường nhận xét em là dễ gần, dễ tính. Em thì biết hát, biết múa chút chút thôi, biết đọc rap, biết nấu ăn chút chút. Thôi bây giờ anh kia anh gung quá đâu, em đọc rap thử coi. Bữa giờ lên đây chưa ai đọc rap. Cô ơi cô từng đi lấy chồng, về Tây Đô bên dòng sông tôi ngồi hát. Cô nghe đó trời ơi, cô từng đi lấy chồng, để tôi ngồi buồn bên bề hát ly cây bông. Ơi họ là họ ơi, trăm đầm gì đẹp bằng sen. Em xinh đẹp không cần bằng khen, mới tí tuổi mà đã biết thẹn. Gồ bồ kết nên tóc em đen, dáng dịu dàng và đoan trang. Đừng vội về nhà chi sớm em ơi. Khoan, bông trắng là bông xanh nè. Chỉ cần ta cùng bên nhau và cùng chung một cơn mơ, chứ đừng bến bồi bên lỡ để anh hỏi mà không hề mong chờ. Quá dữ. Đâu sao bạn nam, sao bạn nam như bên kia được. Dạ không, em mới đọc luôn. Bạn có tài lẻ gì không? Dạ không luôn. Hay không, em thấy hay không? Dạ quá hay luôn. Quá hay luôn. Mà ha, này thiếu nhạc xíu nữa. Cái đó nãy giờ điểm mạnh không ha. Còn em có điểm yếu gì không, nói cho bạn trai nghe luôn. Tính em vội vàng rồi hơi nóng tính xíu. Gọi là hậu đậu hay quên rồi, nhút nhát nữa. Lúc âm nhạc đâu thấy nhút nhát đâu. Dạ âm nhạc thì bung lụa. Còn có nhiều cái ví dụ như sợ mấy con côn trùng như dán nhọn kia. Tình trường thì sao? Tình trường thì em nó trải qua hai mối tình. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây một năm rồi. Chuyện như là không thể chấp nhận được. Không chấp nhận được cái gì em? Tại vì lúc đầu em thấy ảnh cũng men lắm. Nói chung. Ủa rồi khúc sau hết men hả? Cái qua cái cử chỉ và hành động á thì hả em nghi là người này không có men. Dữ tính, dữ sợ. Dữ tính. Rồi đó là sao anh Linh nãy giờ anh chết giùm em coi. Em khẳng định với cô ấy em là ai? Dạ em là nam 100%. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Em có hai mối tình. Mà mối tình đầu thì em năm hồi 17 tuổi. Trời ơi sợ. Tính hai em chia tay khoảng hơn một năm rồi. Đang tìm hiểu, phải không hợp thì không có quen nhau. Có hôn chưa? Dạ chưa có. Thiệt không? Dạ thiệt. Mối tình trước 17 tuổi có hôn không? 17 tuổi thì có hôn. Cho kỳ vậy, 17 tuổi thì có hôn. Mà bây giờ thì không hôn. Hồi nhỏ sao vậy em? Thấy mấy người lớn á, người ta thấy người ta hôn rồi mình hôn thấy hôn theo. Người ta sao lúc lớn không hôn? Thì lúc lớn rồi thấy đang quen thôi, chừng nào mà vợ em mới hôn. Trời đất ơi. Còn yêu nhau cũng chưa hôn luôn.
yêu nhau mà yêu quá thì chắc em làm liệu luôn. Rồi mẫu bạn gái của em muốn tìm là người như thế nào? Cao khoảng chừng 1m55, gọi là nước da mà ngăm ngăm, tóc dài. Modern hay thích truyền thống? Em thích một nửa, cái gì cũng nửa. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Ăn nhậu rồi hút thuốc. Dạ. Em có ăn nhậu hút thuốc nhiều không em? Dạ không. Xăm mình, ví dụ mà xăm mông thì được. Hả? Sao vậy? Tự nhiên xăm mình mà không được mà xăm mông được là sao? Hả? Dạ, có nghĩa là hay gì xăm mình á, thì người ta sẽ lúc nào người ta cũng khoe ra thì giống như giang hồ á. À. Dạ, còn xăm mông thì không ai mà đưa ra đó. Dạ, nếu mà đưa chỗ kính. Có nghĩa xăm mông là để mình em coi thôi thì được. Dạ. Còn xăm mà cái gì mà ngoài người ngoài thấy là không được. Nếu mà xăm mông á mà bạn gái nó cho người phe người ta coi á, muốn vậy thì em cho luôn. Người quan trọng dám không? Chắc dám à. Không ai em thấy không ai đi ra đường mà đưa cái mông ra. Rồi bây giờ là mình chuẩn bị để kết hôn chưa? Dạ thì chuẩn bị về mà gọi là tinh thần rồi. Em và ba mẹ em thì gia đình thì được, ok. Mà quan trọng là bạn gái có chấp nhận em không thôi. Ủa em có bị gì không mà bạn gái không chấp nhận? Không có, sợ em không chuẩn men. Em chuẩn 100%, sợ người ta nghi ngờ mình phải khẳng định. Tại sao là mình sợ người ta nghi ngờ mình? Tại vì thấy bằng đồ thấy nó màu sắc quá. Mấy cái chị cho em chọn áo em nè. Anh đem tới mấy cái áo? Ba cái áo. Áo màu xanh, màu vàng, màu đỏ. Tôi tưởng ổng đem màu đen, màu xám, màu vàng. Mà mấy chị chương trình chọn cái màu vàng. Trời ơi. Tại chị dặn em là mặn đồ mà sáng sáng. Thì em vô em thấy thì nó là em vô thì sáng là màu trắng là sáng. Còn cái này là nổi. Dạ màu trắng thì nó em không thích màu trắng. À dạ. Em thích nhất màu gì? Dạ em thì thích thì dạng như là màu đỏ. Màu đỏ hợp với em. Mai mốt lấy vợ về rồi tiền ai quản lý? Thì vợ quản lý. Dạ quản lý em có nhiều em đưa hết. Đưa hết luôn? Đưa hết luôn. Rồi tới hồi cần cái gì xin lại vợ? Không có gì, nếu mà em không ví dụ mà cho thì lấy, không cho rồi thôi. Rồi không cho tiền đâu xài. Khi mà em ví dụ giả sử trường hợp bị bể bánh xe ơi, thì em alo cho vợ. Nó nói em ơi anh bị bể bánh xe anh không có tiền. Vợ em ví dụ mà thấy vậy á phiền phức quá mốt đưa tiền. Em muốn lấy mà có chuyện gì anh cũng kêu em hết trơn á, đúng không? Vậy đây là một cái kế sách hay á chứ. Được hay á, chịu anh rồi đó nha. Được, đây có duyên lắm mà. Lấy anh này về không sợ buồn đâu em ha. Được á. Rồi để anh coi bên thằng gái thế nào nha. Dạ anh chào anh Quỳnh Linh. Chào anh gái. Nãy giờ em nghe anh bên đó anh nói chuyện thấy sao? Dạ vui, hài hước. Vấn đề làm dâu á sao em? Vấn đề làm dâu thì chị em thì ở riêng rồi, còn có mình em mà, cho nên nếu mà anh đi rồi ở nhà có mình ba mẹ. Tức là em đang ở với ba mẹ luôn? Dạ đúng. Nếu anh về nhà em ở luôn được không? Dạ được. Để anh hỏi dù ở rể có được không? Em gái bên đây cũng dễ thương lắm. Em ấy cũng muốn ở nhà chăm sóc bố mẹ. Rồi thí dụ bên kia đàn gái mà ta đặt vấn đề là bắt rể thì em nghĩ sao? Dạ thì bắt rể thì cũng được, nhưng mà đừng bắt em luôn được rồi. Ví dụ mà đừng phải cho em về, ví dụ mà hai vợ chồng về thăm ba với mẹ thì cho chứ. Dạ không có, em sợ nhiều khi rồi không cho về, ông không cho về nè, ông về là ông chết luôn. Về em nó dứt bắt luôn rồi chết luôn á. Em hay khóc không? Nếu mà tùy theo trường hợp. Trường hợp nào em rơi nước mắt rồi? Trường hợp thì dạng như là như thế, như là người yêu mà chia tay á thì đó là mình rơi nước mắt á. Nhưng mà cái cảm giác đó em chưa bị à. Giờ hôm nay bạn gái đi với ai? Em đi với ba của em. À có ba theo hả? Xin chào MC Quyền Linh, MC Cát Tường. Tôi là ba của Khánh Đông. Thì cái phần còn lại á thì để cho tôi nói quyết định. Còn về cái phần mà nhận xét á, con tên gì nè? Dạ con tên Tiền, Nguyễn Văn Tiền. Nguyễn Văn Tiền. Dạ. Hình dáng thì như là khỏe mạnh, chắc chắn, cao ráo, thì cũng đẹp trai đó, chững chạc, như là du tính. Rồi điều đó thì chú cũng chịu rồi. Nhưng mà có vấn đề nãy vừa nói, vấn đề mà có bắt rẻ hay không á thì chắc chắn là chú không để bắt luôn đâu. Vì Khánh Đông thì ở với chú. Cô chú thì cũng gần 60 rồi. Dạ. Nhà thì rộng chứ không có hẹp đâu, ở quận 8. Thì có điều kiện mà hai đứa cho nhau cơ hội mà tiến tới hôn nhân á thì chắc lẽ ở với chú có được không? Nên chú hỏi thẳng luôn. Cũng gần dạ, ở thành phố phương mấy quên nãy mới nói. Dạ con ở quận Thủ Đức. Thủ Đức là đâu? Cũng gần Thủ Đức. Dạ. Thì Thủ Đức là nói về là con giáp ranh Bình Thạnh. Quận 9. Bình Dương. Quận 12. Nói có người chị thì đã gã rồi. Dạ. Đã riêng rồi. Mình thấy nếu mà gã nữa đi nữa thì cô đơn lắm. Kể như bây giờ
chú đồng ý rồi đó ha. Dạ. Thì giờ chờ chỉ trao quyền lại cho mấy đứa trao cơ hội thôi. Chú đồng ý, nhiều khi bạn gái con ví dụ sau này vợ con thì không đồng ý cũng như không luôn. Thì con gắng thuyết phục mà chắc được nghe lời chú mà không sao đâu rồi nha. Dạ. Cảm ơn chú ạ. Rồi. Em đi với ai? Những bà bạn đồng nghiệp của em và chị họ em nhưng mà khác họ. Dạ. Dạ, em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là chị làm chung công ty với em Tiền. Thì em gái này rất là dễ thương. Theo mà kinh nghiệm mà với em Tiền bao nhiêu năm á, thì em gái này cũng nằm ở trong danh sách một số bạn gái mà Tiền đưa ra tiêu điểm. Chị cũng mong là hai đứa em là có cơ hội để tìm hiểu với nhau. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ kéo màn lên ha. Ví dụ mới, ví dụ mà thứ bảy nhật cho về không đó nha. Kéo rồi. Màn lên. Mời bạn. Dạ, anh chào anh. Hồi nãy anh có nói với em, anh chưa có nói á, là có khuyết điểm. Bạn nhắc tặng quà kia. Anh có món quà gửi em. Nói hiện tại là công việc của anh đang làm. Dạ, cảm ơn. Dạ. Em cảm ơn anh. Cho em gửi. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Chắc là trái cây rồi ha. Dạ. Cho em gửi anh trái cây là cái gì đây? Dạ thì cái gì đó chứ anh đưa lên mở rồi biết. Còn mấy kia cho ai? Dạ mấy kia là cho mấy bạn ở dưới quay phim. À dạ, dạ. Dạ. Có quà quay phim nữa họ à, không cho mấy quay phim là đâu có cái vỏ xin gì đâu. Dạ. Bắt đầu có nhận xét gì vậy em? Nói chung là hơn những gì anh mong đợi, đẹp gái mà anh thấy anh giống như là anh nãy anh nói chưa nói hết điểm anh á là anh xấu trai. Nhưng mà anh thấy anh giống như là Ngu Mà Dương đi công chúa quá. Không, anh nhìn anh cũng được mà. Làm gì tệ Ngu Mà Dương vậy? Ngu Mà Dương đẹp là... trai mà. Sao không tự tin gì vậy? Bác trai khen đẹp mà. Ngu Mà Dương đi công chúa nhưng mà hai vợ chồng đó anh. À, hay nhớ không nhớ không? Đẹp trai. Để cho anh thoải mái xíu em chỉ anh một đoạn rap á. Em một hát đoạn rap đi bây giờ, em rap. Câu thử coi. Anh có nói anh không biết rap, không biết hát gì giờ anh biết múa minh họa không? Nát dở lắm. Vậy anh diễn đi. Thôi để anh cố gắng để anh hát cho em nghe mà em đừng có chê dở nha. Khi em ngồi bên bao nhiêu buồn phiền xong anh biến tan. Nè. Tiếp đi. Tự tin lên nào, tiếp đi. Em như ánh sáng sao cho đường tình anh không sai lối. Anh xin mãi mãi yêu em trọn đời yêu không hoang thang. Chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui vui gần hàng xin em bỏ qua. Sao mà anh buồn quá vậy? Anh hát bài yêu mà sao mà anh buồn quá vậy? Không có, mà anh có đôi mắt vui chứ. Mà anh buồn là anh căng thẳng á. Thôi vậy giờ em hát tặng anh nha. Em chỉ cần một người xin em đi ăn món ngon mỗi ngày. Em chỉ cần một người sẽ khiến em cười vui. Cổ có muốn là nếu người chồng cổ thì hôn cổ mỗi ngày được không? Được không? Vẫn đi ăn luôn. Ăn ngày sở trường anh mà. Anh đã nói chuyện mà hôn hôn mỗi ngày kìa. Hôn mà hôn mà cũng được. Anh thương là anh hôn hết. Em hết trai hay gái em? Nói chung trai gái sao cũng được. Vậy, con chồng là dạy nó được không? Em là giáo viên em phải dạy nó được rồi. Lỡ như mình dạy con ta được, còn con mình dạy không được sao? Không có, anh có cách trị hết. Không nghe lời là anh không cho ăn trái cây. Trời giống em á. Ví dụ mà hai đứa mình tiến xa, em muốn ở đâu? Ba nói rồi, bắt rễ đó. Không, tại nãy nói nhỏ anh không nghe rõ. Quận 8. Quận 8 là đường nào em? Quận 8 đường Dương Bá Chẹt. Rồi, đó. Ngay cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Anh ở Thủ Đức hả? Ừ, anh ở Thủ Đức. Thủ Đức rồi. Được rồi, được rồi em. Em có những khuyết điểm vậy vậy á, nãy á, rồi anh có chấp nhận được không? Tướng anh về chứng men chắc được, anh chấp nhận được hết á. Cái quan trọng là em có một điểm mà tốt rồi được rồi. Show cai anh chấp nhận được hết. Em thấy anh bị chuẩn men thiệt á. Quen nhau mà có cái gì đó khó khăn á, anh có cùng em vượt qua những cái khó khăn trong tình cảm không? Hả? Anh sẽ vượt hết đó em. Người ta nói cái câu như thế này rằng đường đi tuy khó, không khó. Khó ở chỗ là ngăn sông cách núi mà... Sao? Không, không, anh xin lỗi, nói lại. Nói cho rõ ý nha, đường đi không khó. Anh nói là khó quá không có đi khó. Đường đi tuy khó. Ừ, khó không, quá không có đi. Không đi tuy khó. Khó, không khó ở chỗ gọi là ngăn sông mà cách núi. Mà khó ở chỗ lòng người ngại núi hay sông. Ồ. Thật sự là anh nói chuyện thì không biết nói chuyện như thế nào.
mà gọi là lãng mạn hay là để được mà em chấp nhận. Nhưng mà anh sẽ nói chuyện ra là xuất phát từ trái tim của anh mà cho em biết. Và anh hy vọng anh và em sẽ cùng đập trái tim với nhau, biến trái tim trên màn hình đó thành một trái tim màu của tình yêu. Anh nghĩ rằng khoảnh khắc này là thật tuyệt vời. Khi chúng ta về già, ngày nói con cháu chúng ta biết rằng ngày xưa ông và bà đã quen nhau như thế này và hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Và nắm tay nhau chặt nha em. Hấp không em? Hay quá. Hay quá. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Ủa sao bấm nhá. Rồi bây giờ hai bạn nắm tay nhau đi. Một cái hôn đầu tiên. Rất tuyệt vời chàng trai. Đây những chiếc vé xem phim Quê Thống Cùng Đạp mà 212 đi chiến thắng Cinebox. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng cho hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagon. Hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Em 15 triệu lụm đi. Rất dễ thương. Đây là một cặp ấn tượng đấy.